Tôi nói với các cha trẻ đang dự cái khóa thường huấn, tôi nói là các cha khiêm tốn đi, bởi vì so với sinh viên ở ngoài nó học nhiều lắm, mình không ăn thua gì đâu. Thực sự đấy, thực sự đấy. Bởi vì bố mẹ nó trả tiền cho nó học, cho nên nó học ngày học đêm, nó học để mà thành tài, nó học để mà nó làm có lương. Trong khi đó ở chủng viện chẳng có vấn đề gì, mưa gió bão táp mà kệ, vẫn cứ bình thường. Về trên gửi đến đây thì học thôi, hết 6 năm về, xong chấm hết. Cho nên cái kiến thức của chúng ta so với kiến thức của các em sinh viên khiêm tốn lắm, thưa anh em, khiêm tốn lắm. Nếu chúng ta có học được một chút là chúng ta học cái lĩnh vực chuyên môn của mình thôi. Chứ còn đối nhân xử thế, tương tác với người xã hội và những gì, những kiến thức xã hội, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, có thể nói chúng ta là con số zero. Nhưng mà chúng ta có một trái tim phục vụ. Và trái tim phục vụ này sẽ làm nổi bật hình ảnh linh mục của Chúa Giêsu. Thưa anh em, đến để phục vụ, đó là chủ đề năm học năm nay. Tôi vui mừng được đến đây gặp gỡ quý cha và gặp gỡ các thầy.